Đôi khi đèn rước gió quạt hét thật to để nghe thấy giọng mình rung rung. Đôi lúc cứ bóp bột ni lông để nghe thấy tiếng nổ lép bép. Đôi khi quay giòn ô dưới mưa để thấy được nước bắn tung tóe. Đôi lúc bị các ấy lớn trêu chọc ngoài khóc rồi lại về phô mẹ. Đôi khi cứ thổi bong bóng bằng ống hút mỗi khi mình uống nước. Đôi lúc sẽ hoàn tù tì dọn người thắng xem ai được đi trước. Những lần nghịch nến bỏng cả tay mà vẫn hét lên vì sung sướng. Bóc vỏ vôi tường và tự hào khi mình bóc được những miếng to. Có lần anh em cùng rủ nhau ra đồng để đi bắt châu chấu. Trêu thằng hàng xóm eo ơi kìa cái chân của mày bị đỉa bấu. Rồi nó khóc oa chạy một mạch và sợ đến cả ngày hôm sau. Đôi khi đập ngói vẽ lên tường mình hoặc xấu xí và tô màu. Đôi lúc chăm chú xem đàn kiến dọn nhà và tha mùi về tổ. Đôi khi lại nhấc hai chân của mèo lên và bắt nó tập đi. Đôi lúc phải nhìn từng ô gạch thẳng tắp và rồi mới bước đi. Đôi khi tuổi cầu thang bằng mông dập đi cũng không có hề chi. Thời gian vẫn trôi qua thật nhanh và cứ thế nó trôi mãi. Bóng sao sượt ngồi xuống ghế bành và đôi chút suy nghĩ lại. Dán đuôi bằng giấy trắng với những dòng chữ dìm hàng đại loại như em bị điên vào đằng sau lưng người khác. Nhiều khi mấy thằng thuê đĩa ma để nghe của ông Nguyễn Ngọc Ngạn. Nhiều lúc thì lại thổi bong bóng khi tự pha chế nước rửa bát. Nhiều khi à hơi vào tủ kính để làm cho nó bị mờ. Nhiều lúc dùng gương phản chiếu ánh sáng lên tường và cười hớn hở. Ký ức tuổi thơ trong lúc bấy giờ thật nhớ thật đẹp như trong mơ. Ký ức ngây ngô của sách trang vở thật nhớ thật đẹp như trong thơ. Tuổi thơ là khi tôi bắn bi cùng với bạn bè không biết chán. Tuổi thơ là lúc duỗi hai chân để xếp vòng chun rồi ngồi đan. Tuổi thơ của tôi là những khi ba cây ăn vòng rồi ăn này. Tuổi thơ bên tôi là những lúc sợ ma khi nghe tiếng động lạ. Nếu có ước mơ xin cho tôi về với tuổi thơ một phút chốc. Là tại giờ thôi mắt tôi cay hay là bởi vì tôi đang khóc. Thì bạn sẽ bật cười và thấy lại hình ảnh ngây ngô dễ thương của mình thuở bé trong bài hát này. Đôi lúc đâu đó trong cuộc sống, bạn bỗng vô tình bắt gặp lại nó và ký ức tuổi thơ tràn về cùng với những dư vị ngọt ngào. Còn với riêng tôi, đơn giản tôi ghi lại cảm xúc của mình thành một bài hát. Yeah, check it out.